quay một mình thôi nhìn. Chỉ có người Mán mới có núi đồi cao như này thôi. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ cho mọi người biết ở quê mình người Mán chúng mình trồng ngô nha. Toàn là đồi, núi đá thôi. Đây. Hôm nay mời mọi người đi trồng ngô với mình nha. Mình sẽ cho mọi người xem cái núi đá ở trên kia. Mọi người có nhìn thấy gì không ạ? Cái núi đá đấy là cách đây chưa lâu ấy, là do trời mưa nhiều quá xong rồi nó bị lở xuống nhá, chứ không phải nó tự nhiên như thế đâu. Rất là nguy hiểm luôn ấy. Thỉnh thoảng mình vẫn nhắc mẹ bảo là đi làm thì phải để ý, nếu mà mưa lâu ngày thì không được qua khu vực này. Rất là nguy hiểm luôn ấy. Nhìn thế thôi, nhìn ngoài một tảng rất là rộng thôi, lở xuống đấy rụng cả một bãi cơ, nhiều lắm, sợ lắm. Hàng năm cứ vào mùa mưa là bắt đầu nghe chỗ này đá lở, chỗ kia đá lở này. Ở đằng kia cũng có nhá, không hiểu làm sao luôn. Đấy, ở ngoài kia này, cái kia ở bên dưới nhà là ở bên dưới là có nhà dân nhá. Nhiều lúc đang làm cũng thấy nó lở xuống à, sợ lắm. Ở chỗ mình ấy thì hôm nay mới là mùng 2 tháng 2 nhá. Mình tranh thủ đi trồng ngô xong rồi làm hết mọi công việc, làm cỏ quế là cấy ruộng vào rồi, xong rồi mình còn tranh thủ đi để tìm măng nữa nhá, bóc măng nữa nhá. Con nó nó mà to này nha, cắp trên này lui à. U mẹ à? Con nó nó. Đây là u mẹ của mình này. Ba có tuổi rồi nhưng mà chăm chỉ lắm, không bỏ lỡ một cái đám bái ngô nào đâu. Đây cả nhà, đây là bái của mẹ mình nhá. Buổi sáng nay thì sẽ là trồng bái của mẹ mình trước, còn buổi chiều thì đi trồng của nhà mình nhá. Bỏ nhiều đi, bỏ hết cái đây cái mú cỏ kia đi. Bây giờ là 2 giờ chiều rồi cả nhà. Thì buổi sáng thì đi trồng của nhà mẹ mình nhá. Thì buổi chiều, bây giờ là buổi chiều, chiều thì trồng đến vườn của nhà mình nhá. Đúng là trời đất nó to thật cả nhà. Sáng nay còn trời âm u như kiểu là sắp mưa ấy, thế mà gió thổi mấy vòng thôi là bây giờ nhìn trời nắng. Ở trên trời là hình như hầu như là không có một cái đám mây nào để che râm luôn ý. Đấy, hôm nay được buổi chiều được nghỉ nên là con gái cũng đi hộ mẹ chồng, mà đi thế nào đi trước mà chả thấy đưa ủng đi, đi cả chân đất đi trồng ngô thế này. Cái thời tiết này nhìn mẹ đi làm nhìn thương thật đấy, nhưng mà bảo nghỉ không chịu nghỉ. Nhiều lúc mình đi còn mình còn chưa kịp đi nhưng mà mẹ đã đi đến bái rồi. Mỗi năm ấy bái ngô với cả ruộng ấy bà toàn làm được trước của các con ấy. Đấy, nắng đến nỗi mà nhìn ở trên trời xanh không có một cái một đám mây nào để mà che luôn ấy. Nắng như này ấy thì mình chỉ có đi bỏ bóc ra là mình trồng thôi nhá, mình không ngâm đâu. Tại vì nắng thế này không biết là ngâm về xong rồi sợ nó héo đi ấy. Xong thôi cứ để đây, để lúc nào mưa thì nó mọc lúc nào thì kệ.
trồng ngô ở gần núi đá cao cũng có lợi mà cũng có hại cả nhà. Mình giờ này thì gần 4 giờ rồi nên là mặt trời cũng đã lặn rồi, vừa là có cái núi đá để mà che để cho mọi người không phải đội mũ nón nữa. Vừa mát lại còn vừa làm được việc. Đúng là nhà đông anh em thì được cái làm gì thì làm ầm ầm một lúc thì được hết bãi này xong lại chuyển đến bãi khác. Vui thật cả nhà. Đã hết lối này rồi thì bây giờ mình sẽ mấy anh em sẽ lên trên kia để uống nước với lại ăn mỗi người một cái bánh nướng. Tại vì mình cũng không có tiền để mà mua nhiều quà đâu ấy. Thì ăn mỗi người một cái bánh nướng với lại một cái một quả xoài để nghỉ ngơi một tí xong lại tiếp tục trồng tiếp. Cái này giống cái lần trước là. Mời cả nhà ăn quả cùng mình nhá. Mình. Như này mà bảo cay. Mà mai nữa. Một ngày trồng được mấy bãi ngô? Xin nữa nghe muối ớt tây ninh chết đó. Mỗi một bãi tầm được khoảng 3 làng giống. Không hề cháy tí nào. Ngắm ngắm khen xong giòn một tam đấy này, ba không ngồi này xít nữa ăn muối ớt Tây Ninh nghèn chết. Không thấy ớt Tây Ninh bao giờ. Chỉ được lâu nay chỉ được ăn ớt Vũng Tàu thôi. Chân đa số vua miền đình nhìn muối Vũng Tàu là ổ thế mày. Vũng Tàu mai biển mai muối lắm. Nói nè. Nói nè mấy. Một phun này. Mà cứ hài lo. Nè nhìn nó bánh nướng nè nè. Nhìn nè. Nhìn nè. Nói cả tụi mình. Cả tụi mình. Điều bác bảo cổ ấy nãy thằng tế tù mì tổ công lùn núi đòi dèm đai nhìn na ồ có xét dèm thẳng nó không cái cứt mì tổ mày nhòe vôm đây mày nhòe con này chỉ biết niềm chai nước khoáng là ngã còn mình nhìn tổ luật cứ cho mà bá vi khoai ta hấp liền bá vi hàn hoai ta cứ ôi đổ thêm một canh nghe hàn hoai hơi xét kẻ ở hiên này ông này lưu tại nhìn loạn đúng không. Rồi thôi bố cái nghe biết hiến. Tôi cả tôm hồn. Cho tôm hồn. Là đủ khá đó. Công việc ấy. Cho đuổi khát. Nó sẽ nhận chua. Cho tôm hồn bị chát nên đeo yêu nhộng. Đang ăn mà chị gái mình lại kể. Nhớ lại cái câu chuyện ngày xưa thời kỳ còn đi làm nương ấy. Đến giờ ăn cơm trưa, nghỉ trưa. Thế là đi vào lán của một ông bác. Đi vào đấy. Cái lúc mà ăn cơm ấy thì nhìn thấy ông bác đấy. Thò lò ra cái của quý tại vì cái quần đùi rách ấy. Thế mấy chị em mới nhìn nhau để cười. Thế ông bác nhìn thấy các cháu cười thì ông bác cũng cười theo. Cứ thế mà mấy bác cháu cứ nhìn mặt nhau xong rồi thi nhau cười to hơn. Bài học này có bài học đất giá hai nô két mà thấy có vừa thấy két cắn này quả khi đĩa hổ cái đùi két chứ tại là cứ két lộ biết nè cái hoa này thì chào quá nè gần má này mấy nhũng ta mà cú bi cô vừa biết cứ két má này cứ két chảy xiết à. Đấy bài học cho tất cả mọi người nếu mà ngồi cùng nhau ấy thấy người ta cười mình thì cũng phải kiểm tra xem không phải thấy người ta cười thì mình cũng cười đâu nhá. Chân hiu nhủ ngạo ồ mà biết nhìn cao nên ta căn quá tù
thiên sáng vô bán lùng hoa vô tốt chùa đông tầm phủ như vô khu vô bán lùng bán lùng bán lùng bán tố tiêu hay nên hốp này hốp quên mà ấy bố kè bán này con treo lớn nó mà chỉ bóng ra ơ mù bà băng nhìn thằng hồng xoay này không biết lúc nào tao tao giết chết đi có hiểm thằng hồng không biết lúc nào tao giết chết con này thằng hồng nó nhó bình tĩnh ôi tổ nhung cái tổ này ôi cái tổ nhầm thế người tây siêu đấy ồ à có là phúng buồm ngắm thì mình ha về mẹ cứ mảng nó phúng là nó phúng đấy ngắm thì tay sổ thế này đang nhìn ngon tần nó cào nhau không nhau thì cứ đài đúng không loài vi loài vi chó nhà giàu này muốn hàng người nhiều mai chua mình thiên chua nói là giờ chắc là thịt tiên nhỉ giờ nói rồi vẫn là thịt tiên chẳng hạn nhau nhau đâu nó đấy là chẳng chẳng cọc cái này nướng đây ăn hết xoài bây giờ lại ăn bánh nướng bánh nướng toàn là tao mèn đó thấy chuồng như tao mèn đó ô lù má đảng công cho tao no mất dè ông mẹ à nhận à xí mới nhận to kia hả tổ công mở ao ấy ao gì nhận vậy chứ tao đồ mèn đấy từng lúc tôi vi hộ mẹ ăn một nửa nữa nhá nhá ô mặn có vẻ ngon đấy nhỉ ồ à này không bị cháy à nó có ngon đấy cái sệt 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 mấy những cái này nhân gai thằng mày những chúng kia một cột gai thôi mày tôi kia kia nói ông tài vô không mất gai mà lấy một cột gai là sao mất tiền anh kia kia anh kia kia miếng mủng ông tài con liu cầm mì chính nếu bạn là muốn mất mai mì chính mà này con em muốn liu kia kia tiền gai đó đi mai cái nhớ nả sẽ xét nó nhận tua ông búa mới mình cũng giết hàng có tao cả từ tao áo từ trên bánh bao bà bè như ngon hơn bánh bao hấp bánh bao hấp là cái tên là ngon lắm con ạ à. Con ăn nửa bánh nướng kia đi đi cất đi nha không cho ăn nha tạo biệt á nụ hiền đấy ồ nụ mề hấp gì thế bữa sau mày đi đâu đấy hả đi tìm mày đấy mà lẻ cả biết mắng tờ tí chào đi chào đi chào anh chào đi chào khán giả đi chào đi thôi chào thì về đi không được rồi đấy còn một kia là con bao nhiêu tí đây tất cả cả một tin giật thiên giật tẻ lỗ ở xiềng tàu này xuống đó, xuống để đi lên trên kia trồng tiếp đó. Thế là đã xong một lối rồi. Một ngày mà trồng được mấy bãi ngô luôn ấy. Ba cháu. Hai ba cháu. Một người trẻ, một người lớn tuổi nhất và một người nhỏ tuổi nhất. Ăn về lấy nước đi cho bác uống. Lên đấy làm gì ấy? Dê ở đâu?
quốc phải ta tới mảng đau tới ruồi cả ồ. Không biết con gì đây. Con cây ngáo con đi. Con cây ngáo đây. Con này là con cây ngáo lắm. Đấy, đang quốc đào cái hố để mà bỏ ngô thì chị gái lại đào trúng một cái ổ. Gọi là con này gọi là con kèn ngao nhá. Tiếng phổ thông thì mình chả biết gọi là cái gì đâu. Còn tiếng dân tộc mình thì chỉ biết gọi là con kèn ngao thôi nhá. Ai biết gọi con này là con gì thì bình luận ở phần dưới cho mình biết với nhá. Con kèn ngao thật đấy. Kèn ngao ơ. Cái nó có một tổ nhũ này. Ơ nó cả cái tế gì nhỏ trên. Ồ, nó chi tế quyển này. Này tế trên mai trên này. Một quốc tiếp này, một quốc tiếp. Mười quốc gì ạ mấy? Đấy, một quốc gì ở nên này. Mười cứ quốc theo nên này cả đùng này. Đảng lộn hơi chứ vì. Ơ nó đấy chuyến đấy. À. Đấy. Này. Ê, ê. Chuyến mà. Mười viết tăng nên tôi chẳng rổ lỗ. Ơ nó đấy, tăng nó đấy. Ờ, đấy. Ui. Thế này. Đi cắn cái này, cào dọc trên cái cào thảo mua mà còn đi thảo đun đun tí. Mà mặn thằng này, 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 này. Ôi, chân này này. Mất tí này. Tí chân này. Mày viết. Mày viết nó, chân to như tí. Chân ai chân to như tí. Mày viết chân gì vui. Chân mai, chân này, nhìn hút nhiều cây không? Nên mở cả đĩa tiểu xung quanh mở xung quanh tiểu quài à, cả đĩa bung này. Đấy, cả là đúng này. Đó nó là tôi mới cảm nhận này. Tại tua. Mai à. Mai à, một con mà mai à. Mai xin đi ra xa. Đây là nằm mất cái này. Ôi. Ôi. Phải này. Phải. Ôi. Nó cái gì. Nguyễn Hòa Mến. À, này, 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 này. Ờ, viết này, viết này, mày này, này. Là chàng đuôi. 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 Ồ. Mai nè, một bánh trên bánh nhìn này, mai nè. Một cuốc xong mà nào bánh. Mà mặn hăng là tỉ bác không mai. Mới nên này. Hút là tiêu. Cái này đun này. Qua bẻ mà thì mà nặng nè. Nó nè, nó nè, nè. Ê, nè. Mai vậy. Ồ, nó nè. Mày răm thế lá. Mày răm. Răm xí chìa lá. Nè. À, ồ, thế mày. Mới cứ bè. Nè nè. Nè. Ôi. Ê. Căn hàng đang đuông mình. Mày nè. Này, tống tống lại. Mới cho con thua mà cả nhà thua đây. Mới cuốc ấy, mới cuốc xong bà gì rồi. Mai mẹ nhận, nó cảm nhận nó hay chứ nhận. Này, này, này nè. Này, này nè. Này. Nà, bởi các cái đĩa đi. Mới cuốc tiêu mình, mới cuốc tiêu mình. Này, cứ đĩa này mà nón đấy. Này, cuốc này. À, cận cảnh đây này 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 cái sớm này để mà nôm này 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 cha cho con nôm này một đom cho một tô lỏng cái đông đông đi nó tiêu đùng này 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 ơi biết tăng biết chàng rổ lỗ ai kiếm mồi muốn nhậu à ơi nhậu ấy bình thường. Này, này, này. Ơi. Ấy. Tăng chẳng đuối lộ. Ê. Ấy. Ô. Này mà kèn ngầu với nhũng. Ấy. Ơi. Nóm tới băng nghe. Nóm tới ngào băng. Nà. Này. Hey. Này. Hey. Đúng rồi này. Ôi. Này. Ôi. 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 Mai vậy. Cao viết cao quá. Viết đi. Cho ta nó cả vậy đó. Viết đi. Ê. Mai cái này cắt cho cả đường đu cái đĩa mình. Chiên mai chiên này. Thế. Này. Ô mà thăm chiên. Này. Đây. 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 Đây.
Thôi mày, như cá cào thôi luôn. Này, này đây này. Thế này đuôi nó là này. Ô, nó nóm tủ chùi thêm. Ủa đèn cái điên này ô. Ủa nào đèn đùn cái điên này. Nó thành vô một khu nhìn vậy. Mai nè, ngồi mai nè. Buồn lắm, bật. Cái này là gì em rất thoảng vui ở này, nó lỡ ổn. Ừ, to này, cái nó nóm, nó nóm một cái to. Ở đâu? Này, này, túng túng. Ô, nó tẩy mà nóm ấy. Đấy. Cắn đầu ẩm là nó tẩy mà, tẩy mà, tẩy. Nó trắng lên cục khuất. Ô, nó nóm. Chiên nà. Nó líu này. Cái anh nha. Này, mà nó. Nè, này, vô hùng mày hình, vô anh thảo mà này. Đô lá. Đô hình như nhóm mày phụ. Ô, nó tẩy mắm này, nó tẩy hình đôi hả? Mày đùng với mày lộ. Này. Nó có đang đùng nữa. Nó có này. Đùng cái đĩa bung. Alo. Ồ. Chân tí. Một ổ chân á. Căng đùi ơ. Ồ. Ê, gì cậu à? Nôm lạ hữu. Xin nó mà hè, cái xe láo này hết. Ừ. Này, này, này. Để ba. Có bao giờ kìa. Cái nôm trắng to lắm. Này, nó cần nên hết thả. Cái cá này điểm cái điện này. Này, 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 tẩy mà nó. Ê. Cần đang đùn cái điện mẹ. Ừ. Mà ai vậy? Này, này, ôi, này, tôi cách, mai nhé, cách thầu, cách tẩy nó tầm, tầm nó thảo phở gì, tôi non, ồ, mua viết này, viết một cái, nghe, mời các bác ăn cơm, thế, đây là thành quả của hôm nay đi, đi trồng ngô đấy, đây, cái này à, đi. Mà ngon cho nó ổn. Mời tất cả mọi người ăn cơm với nhà mình nhá. Ăn một cái đùi nhỏ đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cái ngâu tiếng tiếng phổ thông gọi là sâu cong à? Bọ cong. Bọ cong. Không biết, có biết nói tiếng phổ thông gọi là gì đâu. Con bỏ công à. Đấy, bỏ công. Hành pháo con đi.